Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giờ Cơ Sổ trên kênh FBNC ngày 27 tháng 4. Và trong phần 2 này, mời quý vị đến với phần điểm tin. Thưa quý vị, theo báo cáo tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình HBC, thì năm 2016, kết quả kinh doanh của HBC tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu thuần đạt 10.766 tỷ đồng, đạt gần 150% kế hoạch và tăng 112% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 568 tỷ đồng, đạt 225% kế hoạch và tăng 586% so với năm 2015. Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc HBC, thì HBC đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 là doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng các công trình đang thi công tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm nay của HBC là 39.606 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái là 14.769 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký trong 3 quý còn lại của năm nay là 12.500 tỷ đồng. Do đó, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 của HBC được cho là khá lạc quan. Năm 2017, HBC tập trung đẩy mạnh đấu thầu các dự án, thiết kế và thi công, điển hình là tổng giá trị trúng thầu các dự án loại này trong quý 1 khoảng hơn 3.000 tỷ đồng với hai dự án là DBT Residence và Times Garden Vĩnh Yên. Thưa quý vị, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, thì Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai mã chứng khoán là QCG cho biết đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng toàn bộ dự án Phước Kiển cho Sunny Island, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay. Cụ thể, thì Quốc cường Gia Lai đã ký kết với Sunny Island vào ngày 15 tháng 10 năm ngoái, biên bản thỏa thuận chuyển nhượng 100% quyền sở hữu toàn bộ dự án Phước Kiển. Tuy nhiên, Quốc cường Gia Lai và Sunny Island đã thanh lý biên bản này do dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và hai bên đang trong quá trình tái đàm phán. Tại ngày 31 tháng 3 năm nay, thì Quốc cường Gia Lai cho biết đã nhận tạm ứng tổng cộng là 50 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng từ Sunny để tất toán nợ vay với ngân hàng BIDV. Và số tiền này sẽ được dùng để cứng trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán hoàn tất. Như vậy, tính đến cuối tháng 3, thì Quốc cường Gia Lai đã thanh toán xong toàn bộ nợ gốc hơn 1.376 tỷ đồng và thanh toán lãi vay hơn 250 tỷ đồng cho BIDV. Trước đó, vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái, thì Quốc cường Gia Lai đã xin BIDV giảm lãi và tất toán khoản vay tài trợ cho dự án Phước Kiển. Theo đó, Quốc cường Gia Lai đề nghị thanh toán toàn bộ khoản nợ vay gốc tại ngày 31 tháng 12 và nợ lãi vào ngày 31 tháng 3, đồng thời đề nghị giảm 50% lãi vay và BIDV đã chấp thuận đề nghị này của Quốc cường Gia Lai. Hiện BIDV vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý còn lại, do đó Quốc cường Gia Lai chưa điều chỉnh giảm lãi tiền vay và giá trị hàng tồn kho liên quan đến dự án Phước Kiển với số tiền gần 220 tỷ đồng. Chiều ngày 26 tháng 4, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS đã thông qua tất cả tờ trình. Theo đó, thì năm 2017, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 626 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 42%, đạt 122,7 tỷ đồng, dự kiến chi trả của tước tỷ lệ là 8%. Tại đại hội, thì Hội đồng Quản trị cũng đã trình kế hoạch sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB, gọi tắt là SHBS, thông qua phát hành và hoán đổi cổ phiếu SHBS trong năm nay. Lý do mà ban lãnh đạo lựa chọn SHBS là vì SHS và SHBS là hai công ty chứng khoán đang cùng mang thương hiệu với cùng một ngân hàng và có chung cổ đông. Việc sáp nhập được kỳ vọng sẽ tạo nên một công ty chứng khoán mạnh và hiệu quả hơn. Ban lãnh đạo SHS cho rằng sáp nhập sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là rủi ro và gánh nặng, bởi vì trước khi thực hiện sáp nhập, SHBS đã tiến hành xử lý nợ xấu, hiện nay chỉ còn lại không đáng kể. Do đó, việc sáp nhập sẽ không tạo thêm áp lực tài chính cho SHS. Về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, thì ban lãnh đạo SHS sẽ bàn bạc và quyết định sau khi được Đại hội Cổ đông thông qua về chủ trương. Nhìn lại năm 2016, thì tổng doanh thu của SHS đạt 565,9 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 86,6 tỷ đồng, chỉ tương đương 69% chỉ tiêu đề ra. Một thông tin khác, thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc xác định giá trị của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí BV Power để cổ phần hóa. Theo quyết định, thì tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015, giá trị thực tế của doanh nghiệp công ty mẹ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là 60.623 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,67 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại BV Power là 33.556 tỷ đồng. Trong khi đó, về phía BV Power, thì doanh nghiệp dự kiến sẽ cổ phần hóa trong năm nay. Hiện tại, BV Power đang làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu các thủ tục và điều kiện cho bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Dự kiến IPO của BV Power sẽ diễn ra vào quý 3 năm nay.
BV Power là một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, được thành lập từ năm 2007, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, là một trong ba trụ cột ngành điện Việt Nam cùng với EVN và TKV. Thì đến nay, tổng sản lượng điện lũy kế của BV Power phát lên lưới điện quốc gia là trên 137 tỷ kWh. Tổng công ty đang quản lý và vận hành 8 nhà máy điện, trong đó có 4 nhà máy điện khí, 3 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy nhiệt điện than. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex BGCO, mã chứng khoán là BGI, vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Vào năm 2017, thì BGI đặt kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc là 2.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6,7% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế là 140 tỷ đồng, tăng trưởng 11,6% so với lợi nhuận thực hiện năm 2016, đảm bảo chi cổ tức không thấp hơn 10%. Đại hội cổ đông cũng thông qua mức trả cổ tức của năm 2016 là 11%, tăng 1 điểm phần trăm so với kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua vào năm ngoái. Công ty đã trả 10% từ đầu năm và ngày 3 tháng 5 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả thêm 1% nữa. Và đáng chú ý là đại hội cũng đã nhất trí thông qua phương án phát hành riêng lẻ 20% vốn điều lệ tương đương 17,7 triệu cổ phần cho công ty bảo hiểm phi nhân thọ Samsung Fire and Marine Insurance, giá phát hành chưa định rõ. Tuy nhiên, nguồn tin riêng của BGCO thì cho hay là mức giá phát hành có thể vào khoảng 30.000 đồng một cổ phiếu. Thời gian phát hành là sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc về việc thay đổi vốn điều lệ và Ủy ban chứng khoán chấp thuận cho BGCO được chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến trong năm nay. Và toàn bộ số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược kể trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ thời điểm hoàn thành được chào bán. Chuyển sang một số thông tin về thị trường thế giới, thưa quý vị, kết thúc quý 1 năm 2017 thì các ngân hàng lớn đều đưa ra báo cáo lợi nhuận đầy lạc quan, khiến cho cổ phiếu của ngành ngân hàng tăng đáng kể sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 26 tháng 4. Ngân hàng Credit Suisse cho biết họ sẽ huy động nguồn vốn từ các cổ đông của mình lên khoảng 4 tỷ đô la Mỹ nhằm rút ngắn khoảng cách về tiềm lực tài chính với các ngân hàng đối thủ. Tổng lợi nhuận của Credit Suisse trong 3 tháng đầu năm nay đạt khoảng 596 triệu franc, đã được coi là lợi nhuận quý cao nhất kể từ khi ngân hàng này đưa ra quyết định cải cách hệ thống quản lý. Báo cáo lợi nhuận trong quý 1 năm 2017 của Standard Chartered cũng đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Standard Chartered đạt 1 tỷ đô la Mỹ, tăng từ mức 589 triệu đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng nhanh của Brazil là yếu tố khiến cho lợi nhuận của ngân hàng Banco Santander tăng lên 14% trong quý 1 năm 2017. Và xét theo định giá thị trường thì Santander được coi là ngân hàng lớn nhất trong khu vực đồng tiền chung Euro. Kết thúc quý 1 năm 2017, tổng lợi nhuận của Santander đạt 1,87 tỷ euro, tương đương 2,05 tỷ đô la Mỹ, vượt dự đoán của các nhà phân tích trước đó. Và thưa quý vị, mới đây Chevron đã công bố thỏa thuận bán 3 mỏ khí đốt của tập đoàn này tại Bangladesh cho tổ chức của Trung Quốc, giá trị ước tính vào khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ này thành công sẽ đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng tại khu vực Nam Á. Theo thống kê, thì các mỏ khí đốt này chiếm hơn một nửa tổng sản lượng khí đốt ở Bangladesh, ước tính đạt sản lượng 16 triệu tấn một năm. Sản lượng trung bình mỗi ngày của 3 mỏ khí đốt này là 720 triệu mét khối khí đốt và 3.000 thùng khí hydrocarbon lỏng sản xuất với khí đốt. Trước đó, do ảnh hưởng từ sự sụt giảm giá năng lượng kéo dài, thì Chevron đã có kế hoạch bán các khối tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ của mình vào năm 2017, trong đó bao gồm cả 3 mỏ khí tại Bangladesh lần này và các dự án địa nhiệt tại Indonesia và Philippines. Và thưa quý vị, tiếp nối sẽ là thông tin từ thị trường chứng khoán Mỹ. Ngay sau khi Nhà Trắng công bố kế hoạch thuế mới với những điểm chưa chắc chắn và thiếu chi tiết ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, thì hầu hết chỉ số chính trên phố Wall đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 4. Cụ thể thì trong cùng ngày, Nhà Trắng đã đưa ra bản kế hoạch thuế mới với lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó là cắt giảm thuế đối với các doanh nghiệp và những công ty ở nước ngoài mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Tuy nhiên, đã có những điều không chắc chắn và thiếu chi tiết trong bản kế hoạch lần này và điều đó đã khiến cho các nhà đầu tư lo lắng. Trong khi hầu hết các cổ phiếu khác đều giảm điểm, thì cổ phiếu của United Technology tăng 1,1% sau khi công ty này báo cáo lợi nhuận vượt mong đợi. Ở một hướng ngược lại thì cổ phiếu của Boeing là giảm 1%, đạt hơn 181 đô la Mỹ một cổ phiếu sau khi hãng đưa ra báo cáo doanh thu sụt giảm. Và thưa quý vị, ngược chiều với phố Wall đêm hôm trước thì các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán châu Á đã hầu hết tăng điểm trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4. Cụ thể thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm nhẹ 0,19%, còn các chỉ số khác như là Shanghai của Trung Quốc thì tăng 0,37%, KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,07% và ADX 200 tăng 0,16%. Mặc dù bản dự thảo kế hoạch thay đổi chính sách thuế mới của ông Donald Trump bao gồm cả việc cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 15%, tuy nhiên kế hoạch này vẫn khiến cho các nhà đầu tư băn khoăn bởi tính thiếu chi tiết và chưa chắc chắn của kế hoạch này.
Tâm điểm của thị trường châu Á hôm nay chính là cổ phiếu của Samsung. Cổ phiếu của Samsung đã có được đà tăng mạnh trong ngày hôm nay sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý đầu năm 2017 là mức lợi nhuận cao nhất mà hãng này đạt được kể từ năm 2003. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 phần điểm tin của giờ kết sổ. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần trao đổi với chuyên gia.